Ok, buổi tối nay thì mình sẽ ngồi phân tích thị trường và cập nhật thị trường mọi người một chút nhé. Về cơ bản là thị trường chúng ta thì hiện tại nó vẫn thế thôi. Nó cũng không thay đổi và nó cũng không biến động nhiều anh ạ. Bitcoin nó vẫn đang quanh quẩn ở cái nền giá 30 và 31 ngàn đô thôi. Chào bạn Trọng Nguyễn, chào anh Hồng Phước ạ. Chào bạn Minh Đức. Chào anh Xuân Thủy, chào bạn Kim Oanh. Con BCS đạt đỉnh chưa anh nhìn nó x3 khiếp quá. Hôm trước anh có chia sẻ với con BCS rồi còn gì. Anh mà con này nó lên 300 đô là bình thường luôn ấy, cái hôm mà nó lên 200 đô ấy. Mình mà nó lên tầm 300 350 là bình thường luôn ấy, tại vì nó đang vào cái đà đẩy rồi mà. Hôm trước mà có nhớ cái đoạn này không? Mình có bảo với anh em là con này nó đẩy lên 300 đô là bình thường, chả có vấn đề gì luôn. Nó đang vào sóng đẩy rồi mà. Kinh không mọi người? Kinh không? Rất là kinh đúng không ạ? Rất là kinh đúng không? Nó tính ra là so với đáy là nó x3 Xuống thì mất bao nhiêu ngày đúng không anh em? xuống rất là lâu này em nhìn cho mình này quá trình xuống của nó là mất uh, đâu đấy cả mất uh, 4 tháng nó lên trong vòng có đâu đấy khoảng chục ngày thôi nào nên ít vượt qua lại cái đỉnh này luôn thì mọi người mình thấy một cái sự một cái sự ghê gớm của một cái thị trường khi mà nó vào một cái đào hồi phục nó như thế nào đúng không ạ ờ, những cái con sóng giảm như này nó rất là lâu nhưng mà khi mà nó vào một cái đào hồi phục thì nó hồi rất là mạnh đúng không rất là nhanh cái quá trình hồi hướng rất là nhanh thứ hai là chúng ta có một con nữa con xét đúng không ạ bch abc đây con này nó hồi rất là mạnh xuống thì cũng rất là lâu đúng không ạ xuống của chúng ta thì cũng mất một cái quá trình rất là dài rồi rơi xuống đây mà trong ngày hôm nay nó x hai luôn nó chỉ trong một cây nến thôi một cây nến nó tăng trưởng cho mọi người từ cái nền giá này đến đây luôn rất là mạnh mẽ đúng không ạ con này hôm trước anh em mình cũng hỏi mình sao mình có đưa ra cái target thì có thể nó hướng tới cái vùng khoảng tầm năm rồi năm năm thì cái này mọi người sẽ phải chờ thôi nhé nhưng nó nó vào đà đẩy nó đẩy nhanh lắm hôm nay thì trên thị trường của ta thì trách uh, qua một chút xem uh, thị trường nó có đẩy nhiều hay không nào ừ, chào anh thành trần ạ. chào anh phạm hóa ồ ftt hôm nay nó cũng tăng này Uh, à, FTT cũng có một cái đà phục hồi này Ngoài ra thì chúng ta có một cái uh, lượng những đồng coi đào nó tăng trưởng trong những ngày hôm nay. Ờ, chúng ta có BCH này, chúng ta có Litecoin này, chúng ta có ETC này, chúng ta có ZEC. Thì ở đây nó đều là những đồng coi đào. Và nó đã đứng ở trong cái top tăng trưởng trong ngày hôm nay. Đát cũng là một đồng coi đào nhé. Ờ, có vẻ là như là cái cái chen coi đào nó đang được đẩy, đang được đẩy trong cái thân gần đây. Nhưng mà tầm này thì mọi người có thể kiên nhẫn thôi Cũng không quá vội vàng đâu ạ Tại vì đây thì với mình ở đây nó cũng chưa chưa phải là sóng đẩy đâu ạ Chỉ có một vài đồng coin nó đẩy thôi Chứ còn thực ra thì thị trường nó chưa đẩy Ví dụ mọi người nhìn đơn giản cho mình Mấy cái đồng coi như con nia nó đã đẩy đâu 1.4 chưa đẩy Giá 1.4 nó chưa đẩy Con nó đẩy nó phải đầy đến tầm 3.5 Ít nhất con này phải đến tầm 3 3.5 mình mới gọi là cái sóng đẩy của nó Chứ còn cái nền giá này thì cũng không Không phải là cái nền giá đẩy của nó Tầm 3.5 Nó có hướng tới vùng trên này thì đấy mới được coi là những cái sóng đẩy chứ còn thực ra thì chỉ có một vài đồng co đẩy thôi còn thị trường ta nó vẫn đang đứng yên thôi anh em ạ thì uh, mọi người có thể chờ thêm anh em mà đã vào hàng rồi mọi người có thể chờ thêm <laughs> đoạn này thì mọi người sẽ phải chờ thêm một tháng tới nếu mà bitcoin nó đẩy lên được khoảng 35 000 thì đẹp thực sự là theo như cái dự kiến của mình thì uh, nếu mà trường hợp mà bitcoin nó đẩy lên 35 000 đô thì cảm giác rất là rất là kiểu kiểu như là cảm giác là như là nó chắc chắn nó xảy ra luôn ấy chỉ cần Bitcoin nó đẩy được 35 000 đô thì gần như là ăn coin sẽ băm. Cái điều đấy là cái điều mà mình cũng đang mong chờ, Nó là Bitcoin nó lên được 35 000 Còn bây giờ nó chưa lên được nhưng mà phải khẳng định với anh em một điều đó nha nếu mà Bitcoin lên 35 000 được thì gần như là nó sẽ có một cái cơ hội rất là lớn với ăn coi. Tại vì 35 000 đô nó sẽ là một cái vùng để nó tạo lên giá, tạo lên giá say quê cho thị trường mà nó bạn nó khiến cho những đồng ăn coin nó sẽ được bơm dòng tiền vào. Thì cái đấy thì chúng ta sẽ phải chờ thôi, nhưng mà hiện tại thì sẽ phải quan sát thêm mọi người nhé. Nó cũng chưa đầy bất phá mạnh. Bitcoin của chúng ta hiện tại nó vẫn đang đi ngang thôi, nó cũng chưa bứt phá mạnh. Nên chúng ta cũng chưa thể nào mà chúng ta vội uh, vàng để chúng ta muốn nó tăng trở lại ngay được. Thì mọi người sẽ nếu mà nó đẩy được một cái bên đây này thì nó sẽ là một cái tín hiệu rất là tích cực dành cho thị trường và dành cho những cái đồng an coi. Thì nó có đẩy lên được cái vùng trên hay không thì mọi người sẽ phải quan sát thêm một tháng tới. Thì nếu mà nó đẩy lên được nó tạo một cái nền giá sideways thì thực sự nó rất là ok để cho cho những đồng an coi nó sẽ đẩy đẩy và nó sẽ tạo ra những con sóng tăng còn BCH còn lên được nữa hay không anh nhá con thì nói chung là anh tầm này tầm ba nó đạt từ khoảng tầm ba gần gần cái giá mà anh đưa ra rồi nên anh cũng không dám nhận định nữa còn tầm này là do đội nái thôi chứ còn anh nhận định cái nên khoảng tầm ba trăm đến ba rưỡi nó cũng là một cái nền giá cao lắm rồi còn bây giờ nó đẩy được lên hay không nữa thì là do đội nái thôi chứ anh cũng không không thể nào mà có thể phân tích được nó có lên được nữa hay không nhưng mà theo phân kỹ thuật thì nó có thể lên được khoảng ba trăm đến ba rưỡi đấy thì hôm trước anh có chia sẻ rồi còn bây giờ thì với anh thì nó vẫn có thể tăng được nhưng mà nếu như mà nhảy vào FOMO ở cái vị thế này thì nó quá cao thì thay vì cái việc mà chúng ta mua những đồng coi này chúng ta có thể mua một vài đồng coi khác nhiều đồng coi mà anh có thể mua những đồng coi như con quay hôm trước mình có chia sẻ rồi đúng không ạ nó cũng đang ở vùng mua thôi rất nhiều đồng coi hiện tại nó vẫn đang ở vùng mua thôi nên chúng ta cũng không cần nhất thiết là làm vào con BZH mà chúng ta có thể là vào những đồng coi khác còn bây giờ vào BZH thì nó quá rủi ro nhiều ba trăm rưỡi thì mình nghĩ rằng nó cao rồi còn hôm trước ở tầm 200 thì mình thấy nó vẫn có thể tăng được Nhưng tầm giá này thì mình thấy là Bây giờ vào phong môi nó cũng không phải là một chiến lược hiệu quả Tay vào đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn Đấy còn anh em mà cầm thì mình nghĩ là anh có thể chốt bớt đi Chuyển ra những đồng coi đó chưa tăng thì cũng là một cái giải pháp rất là ok Chào anh Dương, chào chị Hải ạ Thị trường thì về cơ bản nó chưa bứt phá mạnh Kỳ vọng trong một 2 tháng tới Nếu mà Bitcoin nó tạo nền giá được Thì ăn coi nó rất là ok luôn đấy bảo là x5 x10 thì không nghĩ là khó nhưng mà cái việc mà nó để nó x khoảng tầm 2 cho đến 4 lần, 5 lần thì là bình thường. Cái đấy thì mình đã từng chia sẻ với mọi người trong những cái buổi zoom định hướng và trong những cái những cái buổi zoom gần đây rồi đó là để mà x người với an coi trong cái sóng này thì hơi khó nhưng mà để mà thực sự mà nó chạy theo được cái plan của mình là đẩy đến khoảng 35 000 ấy thì x2 cho đến x5 lần là trong tầm tay với nhiều đồng an coi. Tất nhiên là đẩy nhân 5 thì nó không phải là đồng coi đâu cũng đẩy được Nhưng mà trung bình nó sẽ đẩy nhân khoảng tầm 2-3 lần Còn những cái đồng coi may mắn nó sẽ đẩy được nhiều hơn thậm chí là sẽ có đồng có x10 được trong cái con sóng sắp tới là bình thường nhưng mà những đồng có x10 thì nó là gần như là chúng ta phải tìm kiếm rất là khó luôn ấy. nên chúng ta không thể nào hướng tới những đồng coi như vậy được nó rất nó cần phải sự may mắn nữa trung bình thì chúng ta có thể hướng tới một con sóng hồi phục chung của thị trường để trong để cho những đồng an coin tăng trưởng trở lại trung bình thì mình nghĩ là nếu mà thực sự an coin nó xảy ra mùa sóng thì an coin nó sẽ nhân được khoảng tầm hai cho năm lần đấy thì nó sẽ là một cái nền giá rất là ok còn để mà nó tăng trưởng được nhiều quá thì mình không nghĩ là nó tăng, tăng trưởng được Chỉ tăng được như vậy thôi Thì cái mà bây chúng ta đang chờ đợi đó nhé, biết đẩy lên vùng 35 000 35 ngàn thì nó mới tạo nền cho ăn coi được mạnh mẽ Còn vùng giá này thì không phải là không đẩy được Nhưng mà mình thấy là cái nực để nó tạo cho tạo nền giá cho ăn con nó chưa đủ chưa đủ lớn ấy. Nên thực sự nếu mà nó đẩy lên được thì rất là ok đúng không? thị trường không có gì mới bây giờ ví dụ anh em mà muốn vào đồng an coi làm mỗi cái comment thì mình có thể phân tích xem nhìn cái xu hướng nó có ok hay không còn tầm này thì mình nghĩ là chưa lên phân tích cái target bán Và bây giờ chúng ta sẽ hướng tới là những cái đồng coi mà mọi người đang có ý định mua thì có mua được hay không thôi còn bán thì mình nghĩ là tầm là tầm này thì cũng không cần bán chưa cần bán nó đã đầy đâu mà bán anh em gần như nó chưa đầy luôn đấy chỉ có một vài đồng coi nó đầy con này vào được mà mina vẫn có thể vào được nhé mọi người nhé Chạc cũng khá là ok có thể vào được có thể anh em muốn vào có thể vào được nhé anh thành trần của họ em là con này anh có thể vào được ạ? nói chung là về mặt bằng chung thì con này vẫn là ok theo em là vẫn là ok có thể vào được xu vẫn tốt con nai coi chính là đợt này nó trụ giá rất là tốt luôn nhá Mình để ý thấy con nai coi tầm này nó cũng trụ giá rất là tốt luôn Nai coi sắp tới mà nó băm được nó phải lên tầm trăm rưỡi, trăm sáu Nếu mà con nai coi nó đẩy, nó phải đẩy lên tầm trăm rưỡi, trăm sáu luôn FTM đúng không? Chào anh Hoàng Hiếu ạ Con này nó cũng rất đầy đâu mọi người Con này vẫn có thể bảo được mà Con này gần như nó cũng chưa tăng luôn ấy nó mới tăng được có tí từ 0.2 đến 0.3 được có 50%. Chưa tăng mấy, nó cũng tăng mới tăng 50% thôi. Con này nếu mà hướng tới mọi người có thể hướng tới vùng đáy sắp tới nó để ít nhất test lại đỉnh cũ là khoảng tầm 0.53, cao hơn nó lại hướng tới vùng trên là khoảng 0.7. Đồng này vẫn có thể vào nhiều đồng coi hiện tại xu hướng nó cũng rất là tốt mọi người ạ thực sự là tầm này về an coi nhiều đồng coi cái xu hướng vẫn rất là ok thậm chí là bitcoin đến giá 30 mươi ngàn đô vẫn là ok tại vì view bitcoin thì mình cũng không view ngắn cho lắm mình đang view nó lên từ trên này cơ là khoảng tầm bốn năm đến năm mươi ngàn cơ nên thực ra là về cơ bản là bitcoin giá này cũng không cao lắm ba mươi ngàn đô cũng không cao lắm nó vẫn có thể đạt cái tỷ suất lợi nhuận là khoảng tầm năm đến sáu mươi vẫn là một cái lựa chọn khá là an toàn cho mọi người đầu tư hoặc là anh em chia tỷ trọng ra anh em vào 50 50 hoặc là như thế nào đấy do mọi người nhưng mình nghĩ là Bitcoin nó vẫn là một cái kênh đầu tư rất là an tâm rất là an toàn rất là an tâm luôn nền giá này thì rất là rất là yên tâm khi mà mọi người đầu tư được em có thể giữ những đồng coi đấy bạn dùng lỗ có thể giữ về cơ bản là bê tầm này thị trường rất là tốt luôn nên mình thấy là thị trường rất là tốt một người cái quan trọng là một người phải đủ kiên nhẫn để một người không bán non là một nhá vì như con bc này mà anh em mà, mà bán luôn khi mà nó mới băm lên ví dụ anh em bán tầm 200 đô thì còn là ok nhưng mà khi mà nó mới băm lên chẳng hạn khi mà nó mới băm lên khoảng tầm trăm ba anh em bán cái là mọi người thành bán non ngay này bán non ít nhất là ba con bc này anh em bán bán tầm 200 đô thì vẫn là ok được vẫn tăng được chuẩn rất là nhiều nhưng mà anh em mà bán tầm trăm trăm ba là trăm rưỡi anh em bán non nên cái sóng sắp tới nó cũng sẽ là một cái sóng tâm lý tâm lý để mọi người chốt có là tâm lý để cho mọi người gồng liệu mọi người có gồng được hay không nó cũng là một cái một cái vấn đề rất là lớn nhá ừ, ví dụ con bc này đi nó đẩy lên cho mọi người khoảng tầm trăm uh, ba đến trăm rưỡi đi nó cũng tăng rất là nhiều đúng không nó tăng rất là nhiều rồi nên thành ra là có nhiều anh em nó có tâm lý bán thành ra bán non nên mình nghĩ rằng nếu mà cái sóng sắp tới mà nó đẩy thì có thể là sẽ nhiều anh em sẽ bán non đấy nếu mà thực sự nó đẩy được gồng lời trong thị trường thì mọi người từng trải qua rồi mọi người biết đúng không gồng đời nó sẽ không bao giờ dễ hàng ràng luôn ấy gồng là cực kỳ khó luôn gồng đỗ bao giờ cũng dễ hơn là gồng đời gồng đỗ thì mọi người có thể gồng một cái đồng coi rất là kinh điển nó có thể chia đến tận 50 lần vẫn còn niềm tin thì đồng coi này nó tăng giá được nhưng mà gồng đời nó chỉ được khoảng tầm có những anh em gồng đời kém ấy có thể mọi người chỉ gồng được khoảng tầm năm mươi thôi có những anh em mà gồng tốt hơn chỉ là gồng đời được mấy chục phần trăm thôi Đấy, nhưng mà cái gồng lỗ thì bao giờ mỗi gồng tốt hơn cái cái mà mình thấy là đa phần mọi người gồng lỗ tốt hơn là gồng rồi sóng dài hạn phân bổ 50 bit và 50 phần ETH tối đa hóa lợi nhuận hơn là ôm mỗi BC như vậy có ổn hay không anh nhé Tức là sóng dài hạn thì anh không muốn ôm ETH đâu nếu mà thời điểm này mà sẽ anh ôm sóng dài hạn thì anh vẫn hướng tới là ôm Bitcoin nhiều hơn chứ anh không hướng tới là ETH nhiều ở ờ, về dài hạn thì Bitcoin là một cái kênh mà thực sự nó 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 an tâm rất là nhiều so với cái việc phân bổ ETH thời điểm này. Nếu mà em xác định phân bổ ETH thì anh nghĩ là năm sau em sẽ phân bổ nó sẽ ok hơn là năm nay. Năm nay thì anh nghĩ là vẫn nên nếu mà xác định dài hạn thì vẫn nên là Bitcoin. Tại vì nếu trong năm nay mà mọi người đầu tư thì mọi người sẽ phải xác định đầu tư dài hạn đi thì mọi người sẽ phải tính cho mình làm sao để cái rủi ro thấp nhất và thứ hai là cái tỷ lệ chiến thắng nó cao nhất. Và thời điểm này để mà đáp ứng được cái tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận lớn này, rủi ro thấp này, và cái vấn đề vấn đề vấn đề vấn đề, an toàn này thì nó chỉ có bitcoin thôi nó sẽ là một cái kênh mà xứng đáng để mọi người đầu tư dài hạn còn ETH thì nó cũng chưa thực sự là nếu mà ETH so với bitcoin thì theo anh nó chỉ được khoảng tầm ba mươi thôi cũng không được đến năm mươi phần trăm ba bốn phần trăm thôi thế anh nghĩ là nếu mà xác định đầu tư dài hạn thì nên ôm nên ôm bit tại vì thứ nhất là cái vấn đề rủi ro nó sẽ thấp cái tỷ suất và cái khả năng chiến thắng nó rất là cao gần như gần như là đến tận chín mươi năm phần trăm nó sẽ chiến thắng đấy và cái rủi ro và cái sự biến động của tâm lý nó sẽ không có nhiều còn nếu mà anh em mà ôm eth thì tâm lý hơn rất là nhiều eth mọi người nghĩ bây nó khỏe nhưng mà có thể sắp tới nó điều chỉnh mạnh như sao đúng không có thể nó đẩy lên được khoảng tầm hai k bốn hai k tám đi nhưng mà về cái nó vẫn bản chất của eth nó vẫn chỉ là một đồng an coi thôi nó bản chất của eth nó vẫn chỉ được coi là một đồng an coi chứ không phải là xứng đáng và để so sánh với bitcoin được đấy nên nếu mà thực sự nếu mà xác định đầu tư dài hạn thì phải tính toán rủi ro này tính toán về cái khả năng triển thắng cao này cái tỷ suất lợi nhuận này thì anh nghĩ là bitcoin nó vẫn là một cái kênh tối ưu năm sau thì đầu tư eth được mà năm nay thì có nhiều yếu tố khiến cho anh cảm thấy không yên tâm với ethereum mặc dù có thể là ethereum nó sẽ tăng mạnh hơn so với bitcoin nhưng mà anh nghĩ là nó không khó lắm nói chung là về cái độ an toàn này về cái sự yên tâm thì không thể nào bằng bằng bitcoin được tạm nhiên cái tỷ suất lợi nhuận thì bitcoin nó vẫn là một cái kênh rất là ok 30.000 đô đầu tư vẫn có thể nhân được 5 lần mà đâu có ít đâu đúng không con quay nếu đẩy đến lên được vùng nào á, con quay đây. con quay nếu mà đẩy đây hôm trước anh có phân tích là nếu mà đẩy nó phải lên tầm 3 84 đô. 3 8 đến 4.5 đô với con này. Nếu mà quay đẩy nó phải đẩy đến tầm 3.8 4.5. Quay cũng là một cái lựa chọn mình thấy khá là ok mà, thực sự luôn mình thấy quay cũng khá là ok luôn, về xu hướng. Con quay cũng rất là ok. Con com com hôm qua nó đang đẩy rồi này, đang đẩy giờ này com thì cái xu hướng thì nó khá hay vẫn xuống nó vẫn là xu hướng tăng rất là khỏe luôn ấy. Mình nghĩ nó phải kiếm có phải tán kiến tới cái target bên trên này khoảng tầm 90 100 đô luôn ấy chứ không phải là dừng lại 80 đô. Com thì bây giờ mua thì nó hơi FOMO một chút. nên anh em mà đầu tư thì phải tính toán kỹ. Nhưng mà về cái xu hướng thì com nó hoàn toàn anh em như anh em cầm anh em vẫn có thể target một khoảng tầm 90 100 đô. Vẫn có thể x2 được giá này. Với con com này. Nhiều lòng coi bây giờ rất xuống rất là ok luôn đấy. Chen coi đào mày đẩy mạnh này. nay coi cũng đẩy này. nay coi sắp ha bình này. Con xe này đẩy cũng mạnh nhỉ. Con xe này tính ra đẩy phải ngang con BCH đấy. Thậm chí còn đẩy mạnh hơn. Ấy. Trong ngày hôm nay nếu mà tính về cái biên độ hôm nay còn đẩy mạnh hơn luôn. Một cái sóng x2 với con, con, con BCH này. BCH ABC này. sóng này mà nó cứ đầy dần dần Cúi năm mới đẹp mọi người sẽ phải nhớ cho mình là trong cái quá trình đầy sóng nó sẽ phải tạo ra một cái những cái uh, sợ hãi để cho mọi người chạy sao chạy đi nhá đây ví dụ như con quay đi ví dụ như phân tích con quay mọi người đi ví dụ nó mà đầy tăng lên một mạch ấy, thì những anh em mà nhảy vào đây đu thì mọi người sẽ ăn mua đuổi sóng mọi thắng đúng không nó không nó không thể nào nó làm như vậy được mà nó sẽ có con nếu mà mọi người không vào nó sẽ đẩy lên luôn nhưng mà có những đồng coi mà khi mà anh em vào nhiều nó sẽ tạo ra những con sóng người ta gọi là sóng gì ạ? đuổi người chơi thì nó mới đẩy lên được. Nhưng nhiều khi mọi người vào hàng xong ấy, mọi người mọi người thấy nó điều chỉnh mọi người lại sợ, mọi người lại cắt đi, thấy ra đúng cắt đồng đáy luôn. Kiểu kiểu như vậy. Nó không thể nào nó đẩy một mạch được. Đây này, bây giờ nhìn này, nó sẽ có những con sóng điều chỉnh này. Để khiến cho anh em sợ hãi đúng không? thậm chí con đốt nó còn về tầm 4.7 mà nó lại hồi lại lên đúng không? nó cần trong cái quá trình làm giá nó cần phải có những con sóng này đấy đây khi này khi sau này khi mà mọi người giao dịch mọi người cần phải hiểu thường là như anh em nào mà trước đây học kỹ thuật của mình mọi người sẽ hiểu tại vì sao nó lại cần những con sóng như thế mình có phân tích nó chi tiết hơn nó không đôi khi là khi mà nó tăng một mạch này với như, uh, như con Tomo trên đi ạ như con tô trên là một con đông con đẩy rất là mạnh trong tháng vừa qua này. nhưng mà sau đến lúc nó giảm nó giảm kinh không mọi người nó giảm rất là ghê đúng không ạ cái thời mà khi mà phân tích con tomo trên mình có phân tích với mọi người đó nhà con này bây giờ không có ai ôm đâu nên nó sẽ đẩy đến khi nào mà bắt đầu nó gây ra cái sự chú ý cho cộng đồng nó đẩy một mạch lên tận 2, 2 5 đô thì nó mới nó mới nó mới giảm còn nó sẽ đẩy khi mà người chơi mà không ôm nó sẽ đẩy một mạch đến mức mức mà khi mà mọi người phải quan tâm về nó bắt đầu mọi người mới nhảy vào mọi người mua đấy thì nó mới giảm được con tomo trên này nó nếu mà so với đỉnh này nó giảm rất là nhiều luôn chia hai luôn ấy. chia hai chia chia hai chia ba luôn con này gọi làm gì có ai chơi ở đâu cái sóng đặt vừa rồi mình có bảo với mọi người gần như không ai chơi luôn ấy. nên nó sẽ đẩy đến lúc khi nào mọi người quan tâm đến khi nào mọi người quan tâm nó nói thôi thì nó mới dừng lại con tomo trên mình biết mà gần như là ít người chơi con này lắm chả có gì luôn nhưng mà người ta chơi luôn ấy chỉ quan là thời gian vừa qua được cái bên sàn tám họ mua lại cái dự án tomo trên này thì bắt đầu có cái sự quan tâm thôi chứ nhưng mà thực ra con tomo trên này gần như thời gian vừa qua gần như là bị động lắm nó không có người giao dịch luôn ấy ít lắm mà mình thì không có số liệu nên mình không biết là đến thời điểm nào mà người chơi người chơi bắt đầu mới fomo nên những người tạo lụy trường và những người bơm giá người ta có lợi thế hơn rất là nhiều tại vì người ta có thông số có số liệu của người chơi còn mình là người chơi mình không biết được mình chỉ có thể phân tích với anh em được là đến một thời điểm nó sẽ đẩy rất là mạnh đến một thời điểm mà nó gây ra cái sự chú ý cho cộng đồng ấy, thì nó mới xuống Tập này thì nếu mà anh em mà vẫn giữ cái một đầu tư và anh em vào hàng rồi mỗi thể giữ nguyên giúp mình nhá em vẫn có thể giữ nguyên giúp mình Đợt này tính ra mình cũng rất là lạn luôn ấy. Tại vì anh em kiểu đồ, mọi người xem ít quá là một, này. thứ hai là cộng đồng bây giờ mọi người cũng chán hẳn đi. Nên thời gian này mình cũng rất là cố gắng để mình có thể like với mọi người để cho mọi người yên tâm hơn. Gần như cộng đồng đợt này chán lắm anh em. Chán cực kỳ luôn. Nó mô sang cả mình là mình cũng chán. Nhưng mà ngày xưa trước đây mình từng chia sẻ mọi người trong các buổi live rồi thị trường thì nó phải tăng trong nghi ngờ đúng không ạ? Khi nào mà người chơi nghi ngờ nó mới tăng được, chứ còn người chơi mà có niềm tin là không tăng đâu người chơi mà cứ niềm tin up trend người người chơi cái đợt vừa rồi mới phân tích với nhau là hết mini up trend rồi thì nó mới nó mới xuất hiện mini up trend đấy nó kiểu kiểu như vậy chứ còn nếu mà người chơi mà bây giờ ai cũng mà up trend ai cũng mà tăng giá thì nó khó tăng lắm thị trường nó sẽ tăng trong nghi ngờ nó sẽ tăng trong cái thời điểm mà lượng người chơi ít nhất còn đến thời điểm mà thị trường nó tăng xong rồi thì bao giờ cũng sẽ được một cái cái sự phô từ cộng đồng ra đâu đấy Bạn sang. đa phần mọi người cũng định hình được cái hướng đi sắp tới rồi nên thành ra là mọi người cũng 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 an tâm hơn mình thấy như vậy nếu mà sóng này nếu mà nó đẩy như dự kiến của mình thì anh em có vào hàng cũng chốt lon hết hoặc là có bảo tao kiểu là bảo trải nghiệm thôi, bảo một ít vốn thôi, thành ra là cũng không thông, không tăng được mấy. Nó sẽ rơi vào hai trường hợp như mình. Này còn có những trường hợp này vào ít nhưng mà lại còn chốt sớm cơ Đấy. Một là vào ít, hai là chốt sớm, ba là vào vào ít nhưng lại chốt sớm luôn. BTC. BTC tăng xong rồi An coi tụt À An coi thì tụt Mọi người đầu tư An coi nhiều nên nỗ đang chán nản Không muốn xem Bây giờ cần sóng mô thì mình có thể khiến thị trường sôi động hơn Đúng rồi Anh vô muộn hiểu cho anh hỏi là tầm này đang cầm 100% thì nên làm gì anh cầm hàng thì anh vẫn có thể giữ ạ còn nếu mà anh mà đang cầm đô thì anh có thể vào một số những đồng ăn coi cũng được anh có thể chia vốn ra anh vào dần cũng được em biết đến giá này vẫn vào vẫn ok còn nếu mà anh vào hàng nó vẫn có thể giữ giúp em nhé nhưng mà sóng này anh em không bộ chốt đâu sóng này chốt nó còn thời gian để cho anh em chốt nó còn nhiều ngày anh em chốt nếu mà thực sự nó đầy được như dự kiến của mình anh em phải có ít nhất là tầm bốn năm ngày anh em chốt chứ không phải nào lên cái nó tụt ngay nó sẽ có nhiều ngày để cho chúng ta có thể giải vốn ra chúng ta chốt cơ nên thực ra sóng này theo mình là không cần phải chốt lon, không cần phải chốt sớm, không cần phải order làm gì cả. Nó đẩy cả xả thì cái bơm xà thì mọi người sẽ phải đặt order chứ sóng này theo mình không không cần không cần order. Anh xem giúp em con TKO sóng tới như thế nào. TKO vẫn giữ được mà TKO thì anh người anh không chơi con này thôi nhưng con T con này vẫn có thể giữ nhá. Target là 0.55 đô vẫn là ok được. Xa hơn người target là này, target đẹp đẹp của nó tầm này, 0.5 này. 0.55. Xa hơn của nó có thể là có nên là 0.7. Làm sao để coi được BC chưa lấp gáp vậy Hiếu ạ? Em không đánh nhau gáp nên em không biết ạ. Ngày xưa mọi người hay phân tích về cái gáp Nhưng mà em em từ cái quan điểm của em em không đánh gáp rồi kiểu mấy cái đấy em không không đánh đâu mọi người gáp cme gáp các kiểu gì em không biết ạ thì kiểu trong thị trường mỗi người có một cái 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 sự phân tích hay là cái thông tin khác nhau thôi, nên nó dẫn đến cái trường bài chơi khác nhau nhưng với em em không đánh theo gáp đâu nên với em thì gáp có hay không thì không quan trọng tính ra là cái gáp bắt đầu xuất hiện từ 2021 2022 nhưng còn trước đây của anh em có nhắc đến gáp mấy đâu gáp bình thường ngày xưa anh em giao dịch thì nó hay có trong forex Bây giờ thì nó lan truyền ra thì coi nhiều Khi BC lên đến bao nhiêu thì mình nên chốt ăn coi hả em ờ, Thực ra là nó sẽ có hai hai giai đoạn một là ở quanh vùng 35 ngàn Sau đó nó tạo một cái sóng sideways ăn có đẩy lên thì có thể chốt ăn coi Hai là có thể đợi biết có nó đẩy lên một cái sóng boom mạnh lên thì chúng ta sẽ chốt Thì cái đấy thì em chưa thể nào dám chắc được Tại vì em cần là bây giờ biết Bitcoin phải tạo được cái nền giá của 35 000 đô đã thì em mới có thể chia sẻ với mọi người cái vùng giá chốt. Tại vì có thể là chúng ta sẽ chốt một sóng ở khoảng quanh vùng 35 000 sẽ chốt một lần. Nhưng mà không phải là nó nên là chốt mà nó sai quay sau đó chúng ta chốt. Đấy, thì cái đấy thì em không biết được. Thì em cần là, sắp tới xem nó sóng nó như nào tại vì cái những cái phân tích sóng của em thì nó chỉ là dự đoán thôi. Mà cái dự đoán này nó không chắc chắn nó sẽ xảy ra. Mà bây giờ ví dụ mọi người hình ngôn cho em là cái kịch bản của em là phân tích lên như vậy nó lên 35 000 này nên 45 50 000 này nó chỉ là cái cái suy nghĩ của em thôi và nhận định mang tính chất cá nhân nhá em phải nói trước đấy là cái nhận định mang tính chất cá nhân nên nó có thể đúng và có thể sai còn nếu như mà nó chạy theo kịch bản của em thì em sẽ có một cái phương án để em sẽ kế hoạch chốt hay là mua bán nào nhưng mà hiện tại nó chưa chạy nên em phải chờ cái đường giá nó chạy trước tác giả cuốn sách cha giàu cha nghèo hôm nay cảnh báo tháng 8 có sự kiện xấu xảy ra làm thế giới phải thay đổi em đánh giá nhận định của ông này như nào em không không có nhận định đâu ạ tại vì em bây giờ em cũng tránh trường hợp là ví dụ mình nhận định nó, nó nó ảnh hưởng đến người khác ấy em em không muốn nhận định bây giờ nhiều khi mà bây giờ ví dụ như để mà nhận định một cái quan điểm của ai đó hay là một cộng đồng khác thì em sẽ không nhận định Tại vì có thể là ví dụ như là chắc gì cái nhận định của em về một người khác nó đã đúng đâu do thành ra là ảnh hưởng đến mọi người chẳng hạn nên em nghĩ là có thể là do mỗi người có thể có một cái suy nghĩ về một ai đấy thì mọi người có thể tự tự đưa ra cái quan điểm thôi ạ à, chứ em không đánh giá đâu tại vì bản thân của chúng ta đâu chắc chúng ta đã đúng đâu mà chúng ta dám đi đánh giá mà dám nhận định một người khác đúng không nên cái đấy thì em sẽ tránh thôi ạ à. có em chỉ đi theo cái con đường đi của em thôi chứ còn bảo là cái con đường khác hay là cái nhận định hay là cái quan điểm của một người đúng hay sai thì cái điều đó thì chúng ta không nên không nên đưa ra vì ai trong thị trường này cũng sẽ có à, à bản thân của chúng ta cũng sẽ có những cái lúc đúng và lúc sai. Chúng ta không thể nào mà mang một cái quan điểm của mình Để đi áp đặt vào một người khác được. Cái điều đấy thì em sẽ không làm. Có những thời điểm mà bây giờ bọn mọi người bây giờ đi, có rất là nhiều người bây giờ anh em đi, bây giờ mọi người đi đi uh, ví dụ ngày xưa các bạn ngày xưa bạn cấp 3 đi đúng không? Có thể anh em uh, uh, đi uh, làm những cái điều rất là xấu với một người bạn nào đấy của mình nhưng mà sau này đến một thời điểm trưởng thành chúng nó lại hối hận. Đúng không? có có kiểu có kiểu như vậy có nghĩa là thời ngày xưa trẻ các bạn đôi khi là các bạn uh, nói xấu người bạn của mình nhưng mà sau đến thời điểm khi các bạn lớn lên ý, thì các bạn lại hối hận nên nên có nghĩa là theo em thì nói là do mỗi người nhận định thôi chứ còn đúng sai trong thị trường đầu tư hay là trong trong bên ngoài thì em nghĩ là nó là mang tính chất tương đối thôi với em thì nó mang tính chất tương đối hết ngày hôm nay chúng ta thấy đúng thời trẻ chúng ta thấy đúng nhưng mà đến khoảng 5 năm sau 7 năm sau chúng ta lại có cái suy nghĩ khác hoàn toàn chúng ta lại hối hận nhưng mà lúc đấy hối hận thì thành ra là nó cũng ảnh hưởng đến người khác rồi thì nó không hay với em thì em bây giờ em rất là hạn chế mà ngay cả bản thân của em thì từ ngày xưa em đã không không có nhận định về một ai đó rồi nên sau này mọi người có thể là mọi người tránh hỏi những câu hỏi như vậy giúp em nhé rất là khó cho em Tầm này sóng nếu mà nó chạy 50 000 đô làm theo mình là lâu đấy. Thực sự với mọi người luôn mặc dù mình view lên nhưng mà mình vẫn phải khẳng định với anh em là nếu mà để mà đẩy 50 000 đô gần như là nhanh nhất ngoài tầm tháng 12 đấy. Để lên 35 000 đô nó sẽ khác nhau và đẩy cái con đường này lên 50 000 đô và lên 35 000 đô nó sẽ khác nhau. Đẩy 30 000 đô 35 000 đô nó chỉ ngay đây thôi. 35 000 đô nó chỉ ngay đây thôi. Nhưng mà 50 000 đô nó là mãi tận trên này cơ. Nên có thể là để mà nó đầy 50 ngàn đô nó sẽ cần phải tạo những con sóng tích lũy lại đây này sao nó mới đẩy lên cơ. Đấy nên cái câu chuyện nhá, để mà Bitcoin nó đẩy lên 50 ngàn đô và đẩy lên 35 ngàn đô Nó sẽ, thời gian nó sẽ tranh lệch nhau rất là lớn Có thể đẩy lên đây nó chỉ trong vòng một vài ngày tới Thậm chí là chỉ cần một đến hai tháng tới nó có đẩy lên đây được Nhưng mà để mà nó đẩy lên cái quá trình này có thể mất nhiều tháng rồi Tại vì nó cần một cái quá trình tích lũy sideways đây Đây thì em đang hướng tới cái cái, 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 kịch bản như vậy Còn nếu mà chẳng may mà thị trường nó có những cái diễn biến mới thì em sẽ update lại thôi thì bản chất chúng ta là những nhà đầu tư thì chúng ta chỉ chỉ phân tích và dự đoán thôi. Chứ còn chắc chắn thì chúng ta không thể dự đoán chắc chắn được. Nó mà đẩy nhanh nhanh lên tầm 35 ngàn Rồi nó sai quê đẹp Theo mình là vậy không Ô tí nhá bây giờ tháng 7 rồi mà Tháng hết tháng 7 này Hết tháng 8 này Hết tháng 9 Hết tháng 10 Rồi 11 rồi tháng 12 Còn 6 tháng nữa là hết năm nay Hiện tại nó đang ở giữa năm rồi 6 tháng nữa Ví dụ nó đẩy lên 35 ngàn Mất tầm 1 tháng sau sai quê tầm 3-4 tháng nữa sau đến lúc nó đẩy lên tiếp phải Mất tầm 2 tháng nữa là đẹp sideway trong trông thế thôi cái quá trình mà sideway của mọi người nó phải kéo dài khoảng 2 3 tháng, phải kéo dài 3 4 tháng đó. Theo mình là cái quá trình sideway đấy phải kéo dài tầm 3 4 tháng. Ở à, tầm 3 5 ngàn, 3 5 3 nó phải sideway tầm 3 4 tháng. Đấy thì tính ra là tổng quá trình nhìn nó, nó cũng 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 tương đương khoảng tầm 6 tháng nữa đến hơn quanh quanh tầm 6 tháng nữa. Tại vì nó đẩy nên nó đã mất nhiều thời gian này rồi mà đến sideway thì nó rất lâu, sideway nó tích lũy mà ngày hôm mọi người chờ giúp em nhé buổi tối nay chắc là mình sẽ zoom mọi người như vậy thôi mỗi hôm mình sẽ chỉ zoom với mọi người một nát cho mọi người có một cái định hướng mà mọi người yên tâm thôi nhé mình sẽ kết thúc buổi và zoom ở đây ba mọi người